Lộc, hiện tại thì tôi đang đi vào bên trong mộ cổ vô danh. Rồi. Anh em quay đó. Quay rực rỡ, sương mươi. Rực rỡ ở tại nơi này đó. Tiếp tục thì tôi sẽ vào tại là ở trong đây là nơi nghĩa địa. Rồi. Đây đó, xương. Rồi thì tôi đang vào bên trong nơi mộ cổ vô danh rất linh thiêng. Ở đây là nơi mộ cổ đó, cực kỳ linh thiêng. Và ngày hôm nay tiếp tục tại nơi này. Ở đây thì nơi ngọn núi rất là cao, phía trước mặt tôi. Rồi, đây là một nơi mộ cổ đó, rất là to luôn. Đi vào khoảng 4 mét, 4 mét, rất là to, kinh khủng. Đấy, phía mặt, phía trước tôi là một cổ cực kỳ linh thiêng. Rồi, hiện tại thì tôi sẽ tiếp tục đặt đồ. Thì ở chỗ này thì đầy rồi này. Thì tiếp tục tại là tại này. Số 10 cực. Nổ được rõ miền Bắc. Thì trong khi xem, ai chưa đăng ký kênh, nhấp vào chưa đăng ký để cập nhật theo dõi từng kênh tờ video Lộc. Rồi, thì ai kêu Lộc vào đây cũng như phụ chuyến đi tại nơi này. Thì tiếp tục tôi sẽ đặt đồ và lên hương tại nơi này. Đấy.
Rồi thì tôi sẽ lên liền luôn. Ở nơi này thì cực kỳ linh thiêng tại nơi mộ cổ này. Thì hôm nay cũng có chút đồ đấy để mà tiếp tục trở lại tại nơi mộ cổ vô danh này. Hiện tại thì tôi đang lên điện và để tiếp tục trả lời cầu khẩn tại nơi này. Ở nơi này thì rất rất linh thiêng tại nơi núi rừng này đó, phía trước tôi mặt tôi là một ngọn núi rất là cao luôn. Rồi thì Nam Mô Phật. Thì ngày hôm nay thì tôi đến đây cũng như tiếp tục tại là tại nơi mộ cổ vô danh và ở tại nơi núi rừng này, cây cao bóng mát, đình trung mưu mạc, thành vàng bốn xứ, bạch mã thái giám hoàng trạm một lý, thượng tướng đất đai, quyền tướng đầu lộ ở đây, và các vị chi dị chết on chết đất, chết bom chết đạn, chết đường xe ôn dòng tư mạng, thắt cổ thắt dòng, quan hành nông nghiệp, chết vì bạc đặc tử và chết cháy mộ cổ vô danh tại nơi này. Nơi này thì nơi nghĩa địa rất linh thiêng, và ngày hôm nay tiếp tục tại lại chút tiền dân bạc này. Thì tôi để tiếp tục tôi sẽ đặt trứng gà cũng như cho dựng đứng trứng gà lên, có các vị ở đây thì trứng gián linh thiêng, trứng gián cho đứng sừng tiếp tục nó ân kỳ lộc ngày mai, ngày hôm nay rực rỡ năm miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Thì có các vị ở đây chứng giám hãy lên thêm cho dựng đứng lên ngay chọc luôn. Rồi tôi sẽ thực hiện tiếp tục trứng gà này sẽ dựng đứng như thế nào ngày hôm nay. Và ở đây là núi rừng, đây là mộ cổ vô danh cực kỳ linh thiêng. Rồi sáu mươi, hiện tại thì tôi sẽ đặt 60 tại này, có cái kỹ chứng giám. Hiện tại chim chóc đang hót ghê rồi. 61, 62, 63, vẫn nghe. 64, 64, 64, có các vị thì cho dựng đứng lên. Rồi hiện tại thì 64 rồi, đứng lên. Đó, kinh khủng. Nơi ngọn đèn này đã chứng giám 64. Đó, 64. Đã đứng dựng đứng 64 46 tại nơi này. 64 46 thì 64 vị tại này. Ưng kỳ lộc luôn. Đó, mua vé số luôn 64. Hiện tại thì trứng gà để đứng 64 46. Rồi coi lọc tiếp tục tại lại tại nơi này linh thiêng, ứng lọc mùa vé số luôn. Thì Nam Trung Bắc luôn phù hộ độ trì, và tôi sẽ đốt tiền vàng bạc này, có các vị thì chứng giám này.
Rồi 64 46. Đó, xoay một vòng. Có tiền có bạc. Thì ở đây 64 vị linh thiêng. Vâng, đứng yên. Rồi, đứng sừng sững luôn. Rồi, thì tiếp tục trả lời tuần này. Rồi, vị nào chưa đăng ký kênh, nhấp vào chưa đăng ký.